chuyên về đồ Nhật. Mình đã, cũng đã gọi một phần sushi, sashimi cá hồi. Và ngoài ra họ còn tặng kèm thêm hai miếng bụng mỡ này nữa. Nhìn rất là hấp dẫn đúng không ạ? Tiếp theo là một phần sushi trứng cá chuồn. Đó, có màu xanh và màu đỏ nhìn rất là hấp dẫn luôn. Tiếp theo là món khoai lang kén sốt bơ. Cuối cùng đó chính là món salad cá ngừ. Đó. Bây giờ mình sẽ ăn thử cá hồi luôn nha. Nhìn rất là dẻo dai của mình đúng không ạ? Cá hồi tươi đó. Chấm vào nước. Mình xin giới thiệu với các bạn, đây là chính là món mì u lông thịt bò. Hơi
món này mình cho 5 điểm. Không thích không? Rồi, tiếp theo mình sẽ ăn đến món mì udon. Vị đấy vẫn trong miệng mình. Mì udon này người Nhật Bản thường hay rất là dùng sử dụng ăn. Đó. Mì này thì cực kỳ dai và mềm luôn. Sợi mì cũng khá là to nữa. Mình sẽ lấy bát để múc. Bấm like, share.